Chào quý vị, hôm nay chúng ta lại gặp gỡ nhau và chuyến hành trình của việc khám phá những địa điểm ăn uống sẽ tiếp tục cùng với tất cả chúng ta. Hôm nay thì một ngày mà Khang khá nói là khá là thoải mái, cho nên là Khang muốn tìm đến một cái quán cà phê, một nước uống nào đó để mà thưởng thức và kể cho các bạn nghe những cái câu chuyện xung quanh những người nghệ sĩ họ đã khởi nghiệp về ăn uống và ẩm thực của mình như thế nào. Chào mừng quý vị đang cùng đến với Quán Lạ Thành Quen. Tôi là Nguyễn Khang, hãy bước chân vào và khám phá nhé. Let's go. Đây có mấy bạn trẻ đây, mình phỏng vấn thử xem. Cho anh ngồi tí xíu nha. Alo. Chào các bạn. Các bạn là người ở đâu? Các bạn ở chung cư này hay là các bạn ở nơi khác đến? Dạ, em ở nơi khác đến. Các khách đến nơi khác đến đúng không? Dạ. Em đã đến quán này được bao nhiêu lần rồi? Dạ, hôm nay em đến lần đầu. Lần đầu hả? À, vì sao em biết đến quán này? À, tại vì chỗ em cũng có thấy review ở mấy cái page nên là em biết. À, cho nên là em muốn đến đây để thưởng thức đúng không ạ? Dạ. Chào em. Em có hay đi uống cà phê không? Có anh, em có uống cà phê mà. Dạ hả? Vậy là em gọi ở đây là cà phê sữa đá hay cà phê đá? Dạ đúng rồi, cà phê sữa đá. Cà phê sữa đá đúng không? Thế thì em cảm nhận cái vị cà phê sữa đá ở đây nó như thế nào? Em thấy ở đây nó đắng đắng. Em thích cái vị đắng hả? Dạ đúng rồi, em thích vị đắng. Chứ mấy chỗ khác thì nó là cà phê sữa thì nó ngọt quá. Nó ngọt quá đúng không ạ? Thế thì với cái mức giá thì em thấy như thế nào? Cà phê sữa ở đây anh lấy bán là 55.000 một ly đúng không? 55 rồi. Nếu mà 55 thì nếu mà bán thì dân cư ở đây thì em thấy ok. Cũng được đúng không? Dạ. Rồi, thấy hợp lý. Ok, cảm ơn tụi em nha. Dạ. Bây giờ Khang sẽ qua, Khang order món thức uống nha các bạn. Hello em. Ở đây em có nước gì ngon? Dạ, em có bestseller ở bên đây. Là món rét á anh. Món rét hả? Dạ. Là hỗn hợp gì em? Hỗn hợp nửa chanh dây về với lại táo xanh. À là cái này này hả? Đúng rồi. À, cái này pha chế công thức của quán hả? Dạ đúng rồi. À, bán chạy lắm hả? Đúng rồi. Vậy cho anh một ly rét đi. Bên em đang có chương trình khuyến mãi gì không? Bên em chưa có chương trình khuyến mãi. Ủa sao anh nghe bảo là ngày mở bán là mua một ly tặng một ly mà? Mở bán là tụi em giảm giá 30% cho tất cả mất các món nước. À vậy là hôm nay được giảm 30% hả? Tụi em mở bán lâu rồi. Ủa em mở bán lâu rồi là hôm nay em mua không có được giảm giá hả? Đúng rồi. Ủa sao anh đọc trên máy bay là bảo là đến đây là đọc mã code là bạn của anh Ngô Kiến Huy là được giảm giá mà. Dạ, nếu mà riêng bạn của anh Ngô Kiến Huy thì được giảm giá 30%. À, được giảm giá 30% hả? Ok, vậy em lấy cho anh ly red nha. Trời đất ơi, nãy giờ tôi ngồi đây đợi lâu quá nè mà không thấy ai ra bưng nước hết. Dạ, xin chào quý khách. Anh làm... Ôi, ôi hả? Dạ, đúng. Ủa? Rồi. Sao sao em có mặt đây vậy Huy? Tại vì hôm nay em tăng ca. À, vậy dạ. Hả? Làm chủ chứ không ra làm tớ không anh ơi? Anh gọi một cái rét đúng không anh? Anh gọi một cái rét. Dạ đây của anh nhé. À, dạ. Ở đây nha, đọc code bạn Ngô Kiến Huy được giảm 30% nha. Dạ đúng rồi, 100% luôn anh. Riêng ở đây nói là bạn trai Ngô Kiến Huy nó giảm 50% luôn. Tặng thêm tiền. Tặng thêm tiền. Wow. Ôi da. Đơn này cũng là do em tự tay làm ra. Hay quá. Thì đây những dòng chữ của em viết bằng chữ tay. Chữ em hả? Dạ đúng. Trời rồi. Cái gì ơi. Con trai nha mà chữ đẹp dễ sợ. Ngày xưa chắc bị cô khẽ tay nhiều lần lắm nên là mới dạ, chữ đẹp có. Được. Em viết 6 lần á anh. Em viết 6 lần hả? Một lần trong vòng tiếng rưỡi. Đáng có tình chữ. Dạ sợ. Đáng lý là phải viết hết nguyên cái menu ha. Dạ không rành lắm. Không có cái tên năm. Mà trong đây anh thấy có nhiều loại mà. Dạ, có rồi. Cà phê nè. Rồi có lại brew bar. Dạ. Rồi có cà phê truyền thống cũng có, espresso dạ. Cũng có. Brew bar là ở đây à? Khu vực brew bar là ở đây. À. Ngoài ra thì anh thấy là có pha chế nhiều cái loại khác dạ, đúng nhau. Đúng rồi, cái này red là nước anh ăn uống. Này đang ăn uống. Dạ. Có mấy loại như là matcha, nước ép và có bánh nữa. Dạ. Nha. Mà có một điều đặc biệt nha quý vị, cái quán này hình như là còn bán trái cây nữa không? Dạ đúng rồi, trái cây bên góc nhỏ của Vinatinti à.
khi mà em đầu tư cái hệ thống này thì anh thấy rất là đẹp, bây giờ anh có thể vào trong anh tham quan được không? Dạ được, anh thoải mái. Chiều anh đi nha, tại vì anh đang là khách tham quan. Dạ. Đã, nghe đã bảo là này đây thưa quý vị, nghe bảo là cái này á là Huy đầu tư máy móc dữ lắm phải không Huy? Dạ đúng rồi ạ. Em nhập khẩu từ nước ngoài về hả Huy? Dạ tất cả những máy này nhập trực tiếp nước ngoài về. Những cái máy này bên nước mình thì nếu mà mang về giá có rất là mắc, hơn nhập nước ngoài về nó tốt hơn. Tổng cộng nguyên cái vàng hiện đại này là khoảng bao nhiêu tiền? Nếu mà riêng ngoài này không thì trên dưới 1 tỷ. Wow. Đây đây ạ. Ôi chơi lớn nha, thử đúng một rồi. Lần chơi lớn mà chơi lớn thiệt. Em trầm trồ thiệt. Ở trầm trồ quá. Em thắng biểu những em giật trút luôn á. Thắng biểu những em giật trút luôn á. Ờ vậy hả? Tại vì một lần chơi lớn cho đã. Gian pha chế rất là rộng rãi. Dạ. Thì bây giờ nếu mà anh Khang đã tới đây rồi em sẽ pha thử cho anh muốn loại cà phê bên em. Ok. Em cũng pha được. Tuyệt vời. Ồ wow. Để bây giờ để cho sẽ được Ngô Kiến Huy sẽ pha cà phê. Hey. Tuyệt vời nha. Dạ khi em ở quán thì em cũng đã có tập huấn sơ bộ về cái kỹ năng pha cà phê gọi là sơ đẳng nhất. Thì đây là em sẽ cho anh thưởng thức một loại cà phê đặc thù bên em. Hôm nay được đích thân ông chủ vô trong quán pha cà phê cho mình luôn. Dạ cái này là Ethiopia. Ethiopia thì là một trong những loại cà phê cũng bán khá chạy bên em. Dạ. Cái này là mình phải đo cái liều lượng là khoảng dạ 16 gram ạ. 16 gram. Điệu nghệ quá ha quý vị. Không ngờ cái bàn tay trắng nõn kia lại có thể pha cà phê điệu nghệ như vậy. Anh ngửi thử ạ. Sau khi mình xay ra anh sẽ có một cái nè các bạn. Sau khi mà xay xong nè các bạn nhìn xem. Cái hạt cà phê rất là mịn và cực kỳ thơm luôn. Dạ. Thì em là gọi là sơ đẳng nhất trong trường phái pha cà phê. Tại rất là mê khi nhìn các bạn barista pha cà phê á. Từ đó em có đam mê là em cũng muốn học các bạn một tí xíu. Thì em mới phát hiện ra là cái kỹ năng pha cà phê là kỹ năng nó rất là khó, nó khó cả trăm ngàn lần so với em tưởng tượng. Thấm cho cái giấy nó ướt. Dạ. Sau đó dạ, đây bỏ bột cà đây. Phê vào. Đây là gọi là dạng cà phê giấy lọc quý vị. Đúng không? Dạ đúng rồi. Thì nó là bua tay, nó gọi là bua tay. Tại vì nó tùy vào cái trình độ của người pha mà hạt cà phê nó sẽ ra khác nhau. Em là trình độ là gọi là sơ đẳng nhất. Nên vì thế mà lát anh uống sẽ đặc trưng của vị của em sẽ là vị hơi chua chua với lại đắng. Dạ. Em pha hư á. Em pha hư á. Còn đối với những bạn mà pha tốt thì họ sẽ ra một vị rất là ngon. Nhìn em pha anh cảm thấy rất là thú vị. Chút nữa anh có thể pha thử cà phê để xem là cà phê của anh nó sẽ đắng, được ngọt hay là chua. Anh thử đi ạ. Ly cà phê vừa đắng vừa chua quý vị ạ. Nó có một cái vị có lẽ là tại vì Hô Kiến Huy không có bỏ đường mà Khang thì thường uống cà phê nó phải hơi chút ngọt ngọt. Nhưng mà cái vị nó rất là có hậu nha. Uống vào một cái là nó vẫn còn ở ngay cần cổ cái vị thơm của cái cà phê. Ngon. Dạ. Yeah. Thì khi mà em pha á, em phải cho nhân viên em uống thử. Em hay qua đây pha, em học mỗi ngày á. Tức là mỗi lần em pha ra một cái bu nào thì em sẽ cho các bạn nhân viên em thưởng thức. Và thường là xưa là em pha không uống được. Cho nên khi uống được và uống tạm được thì bây giờ là dạng là biết uống thì cũng đỡ đó. Bây giờ thì nếu mà anh Khang đã có nhã ý thì mình vào thôi nào. Vâng, thưa quý vị hãy xem ông, nếu như đây là barista thì quý vị sẽ xem baristo vô pha để pha cà phê như thế nào. Bây giờ thì Khang sẽ pha cà phê với sự hỗ trợ của Ngô Kiến Huy. Cái cà phê ở trong đây nha các bạn, Khang đã quan sát kịp thời là trong cái bao cà phê trong đây. Tại vì cà phê em phải bỏ ngăn đá bởi vì để giữ hương vị. Cái cà phê phải giữ ướp lạnh á, để giữ cái hương vị của nó. Cho nên là bây giờ Khang sẽ pha đây, lấy ra 16 gram.
Được rồi, khoảng đó. Rồi, bây giờ ta bỏ vô cái máy. Không. À. Thì ở đây có một cái ngay để mình đưa hạt nơi xuống. Sau đó tắt đi. Rồi mình sẽ dỗ này, cho mấy cái hạt cà phê ra hết. Sau đó mình lấy ra. Ok. Rồi. Ở đây mình sẽ lấy nước ở đây. Mình phải rửa qua những cái dụng cụ mình pha chế cho khách. Được rồi. Bây giờ mình sẽ rửa cái ly này. Dạ đúng rồi, để tay đây. Để đây, đây. Ok. Dạ, rồi. Dạ. Mình pha chế xong cái lắc. Đấy. Rửa cho cái ly nó sạch. Dạ, cái dòng nước anh càng bự á, mà khi mà mình bua thì dạ càng dở. Cái dòng nước phải càng nhỏ thì mình bua mới ngon ạ. À. Đúng rồi. Rồi. Sau đó mình chán qua này. Chán cái này nữa. Có đọc câu thần chú gì không em? Dạ không, chán ly tiệt trùng. Chán ly tiệt trùng. Ok, sạch. Ok, rồi xong. Đây là chán này. Rồi. Sau đó mình sẽ về số 0. Đặt cái ly lên. Xong đặt cái tách này lên. Đặt cái tách này lên. Dạ, đặt lên. Rồi đặt miếng giấy lên. Mình rồi, cảm ơn em. À, gấp lại. À, mình phải chán qua nước để cho giấy nó... À, cho nó thấm vô nữa không? Để vô. Rồi. Để nó thâu vô xíu. Thâu. Rồi, đúng rồi. Sau đó mình chán xung quanh cái giấy đó. Cho thấm ướt cái giấy đó. Được rồi. Rồi. Sao? Đặt ở đây, đợi đây. Rồi, anh Khang bỏ... cà phê vô. Dạ, đúng rồi. Rồi, bỏ cà phê và vô. Và mình cho 16 giây để cho cà phê thở. 16 giây cho cà phê thở. Dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ lắc này trước cho nó rồi. Đều. Thở đi cưng. Được rồi. Sau đó những giây anh rót đầy hết, nhưng mà một lượng nhỏ thôi ạ. À. Một lượng nhỏ thôi. Được rồi, ngưng ạ. Rồi. Đó, xong mình cái sẽ nó đợi. Nó chảy xuống. Mình sẽ đợi. Trong quá trình nó được pha chế, thì mình đứng kế bên mình điểm chú. Hòa tan. Thế rồi, tiếp ạ. Hòa tan, xong tiếp tục pha tiếp. Dòng nước nhỏ, càng nhỏ càng tốt và không được đứt. Rồi. Tiếp tục anh canh số này lên 200 là được. 200 đó. Dạ. Anh nhỏ nước thì nhỏ, cực kỳ nhỏ, dòng nước cực kỳ nhỏ. Dạ, cái này là mình đã đi rồi, liên tục ạ. Mà nhỏ rồi. Xíu. Nhìn... À. Nhỏ hơn nữa hả? Dạ, nhỏ mà liên tục. À. Cái này dạ. Được chưa? Dạ, nó hư rồi. Kệ đó, vậy nó mới cảm nhận cà phê của Khang nó mới khác biệt chứ. Rồi, cái này nhỏ hơn. Dạ, tiếp tục ạ. Tiếp tục, nhỏ. Dạ, xung quanh. Rồi. Anh nghĩ là chắc là được rồi đúng không em? Dạ, 200 ạ. Rồi. Tiếp tục ạ. Bây giờ nhỏ thẳng một vòng nhỏ ở giữa thôi. Nó giống như tưới cây vậy đó quý vị. Vậy là quá nước à. Bây giờ khi ba cái này á, nhìn cái động học á, tay em khi mà tập thể dục về tay bị rung như nè. Thì mỗi lần em mua nước á, cái dòng nước em bị đứt á, tạch á. Vì thế là hôm việc của em sẽ là khác. Rồi anh sẽ nếm thử nó sẽ khác. Thì nó khó chỗ này. Thấy ra. Bây giờ mình sẽ... Đó anh sẽ lắc thử, giờ anh thử. Anh sẽ rất là đắng. Bị khét luôn á, đắng gì, cà phê nó bị khét rồi. Rồi. Mời bà con của bác thử ly cà phê vô cái can xay pha chế. Một mùi vị rất cà phê khét khét. Nó đắng mà nó còn chua nữa. Thì khi dòng nước mà nó khác thì nó sẽ ra vị khác rồi. Đặc biệt của này là như vậy. Dạ. Dạ. Nếu như đây là cuộc đời thì rõ ràng đây là một cuộc đời nguyên hạn. Rất hỏng. Một cuộc đời à, hỏng bét. Nhưng rất may cuộc đời của mình không phải như cà phê rồi. Thưa quý vị, để kiểm tra về khả năng am hiểu cà phê của Ngô Kiến Huy thì Nguyên Khang đã âm thầm lén lút câu kết với barista để đưa ra một cái thử thách. Sao vậy em nghe cái gì? Anh dùng hết rất tệ nạn. Rất tệ nạn luôn. Em phải vượt qua thử thách này. Yeah. Nếu như em không vượt qua thì em sẽ tặng cho anh một cái thẻ uống cà phê một năm. Dạ rồi. Còn nếu mà em vượt qua thì anh sẽ mời em ăn chả cá nhà hàng Đế Vương anh.
một năm. Em ăn anh luôn, em ăn anh luôn đi. Em hỏi anh cả khác nữa. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho cô Kiến Huy. Mời em bé Thỏ ra đây. À này, Thỏ Khoa à? Thỏ Khoa. Ừ. Bây giờ là có 3 loại cà phê khác nhau. Và Ngô Kiến Phi sẽ phải thưởng thức và cho đáp án. Và bạn Khoa ở đây sẽ là người cho biết có đáp án đó đúng hay không. Cho anh mượn cái bịt mắt nè. Wow, bịt mắt luôn hả? Nè, bịt mắt cute lắm. Để sao? Để Ngô Kiến Huy nhiều khi nhìn vào cái màu của cà phê là người ta đã có thể đoán được rồi. Dạ. Mời em tự dạ, không nên, anh Khang có thể nhìn vào màu cà phê nó y chang nhau. Không, cái này cũng đậm hơn hai cái còn lại. Dạ. Yeah. Đây, em mắt trước nha. Rồi, ok. Thì cho bây giờ bạn Thỏ Khoa cho anh biết là đi có ba mấy loại cà phê vậy em? Dạ, hiện tại em có 3 loại cà phê ha. À. Nó là hai loại cùng một loại hạt nhưng mà hai cách pha chế khác nhau. Đều đến từ Ethiopia, một cái là pour over, một cái là cold brew. Một loại hạt đến từ Indonesia, vùng Litong. Ok. Dạ. Yeah. Em thử đi ngoài cùng trước nha. Tôi nghĩ kèo này tôi thắng thì những cái gì? Khỏi thi nữa. Đi giữa là cold brew nè, Ethiopia nè, là Litong ngoài cùng bên phải. Chính xác không? Dạ chính xác. Ủa thiệt luôn hả? Dạ. Ủa mà nãy Kiên Khang nhớ đổi ly rồi mà vẫn đúng luôn hả? Dạ đúng. Theo thứ tự nãy anh Thang đổi rồi thì theo thứ tự đó là Litong, Cold Brew với lại Ethiopia Pour. Rồi. Câu kết với con bé Thỏ Khoa mà cuối cùng không giành được chiến thắng. Anh thông báo với đàn Thỏ nhà mình đi là chuẩn bị qua quán anh Khoa. Ủa alo, cái gì vậy? Tụi em sống bày đàn mà anh Thỏ sống bày đàn. Ôi dạ, anh khỏe được. Vâng, thưa quý vị. Như vậy là Ngô Kiến Huy sẽ được Nguyên Khang mời thưởng thức chả cá đế vương ở nhà Nguyên Khang. Cảm ơn em rất nhiều. Nhưng mà Khang muốn kéo Ngô Kiến Huy vô cái không gian này cho yên tĩnh. Tại vì muốn lắng nghe những câu chuyện về việc em khởi nghiệp với việc cà phê này như thế nào. Tức là hồi nhỏ thì ba em thường là cho em uống đi cà phê nhỏ nhỏ trước khi đi học á. Thì ngày xưa là uống thấy đắng lắm. Nhưng mà sau đó thì uống dần dần, riết quen. Rồi cảm thấy là mình không thể thiếu nó được. Cái này Việt Nam mình được mệnh danh cũng là xuất khẩu cà phê thứ hai thế giới về Robusta. Vì thế là em nghĩ là tại sao mình không thử là mình làm một cái quán nó vừa chất lượng mà vừa đẹp. Và đặc biệt là mình sẽ thu mua cà phê của nông dân Việt luôn. Em làm thì em cũng tìm hiểu nhiều và quyết định là mình sẽ mở quán cà phê bởi vì là nó hợp với đam mê nè. Nó hợp với lại những gì em có thể kiểm soát được. Với lại nữa là giúp cho người nông dân. Thì ba cái yếu tố này quyết định là em sẽ làm quán cà phê. Người mà có thể gọi là chưa từng học về cà phê mà lại bắt nguồn với cái công việc là mở một quán cà phê như vậy thì Ngô Kiến Huy đã học những cái điều gì? Dạ, thứ nhất là em phải học về cái trái cà phê trước. Là mình phải hiểu về nó. Ví dụ như là khi mà mình bán bất cứ món hàng gì mình hiểu nó là từ đâu ra và chất lượng của nó như thế nào, kiểm soát được hay không. Thì em nhức đầu lắm, tại vì khi mà em bắt đầu tìm ekip á thì họ đưa cho em cái nhất cái vòng tròn hương vị nè. Nhà cà phê, họ phân tích về cà phê thì em nhìn, ủa cái gì vậy? Em chỉ nghĩ nó đơn thuần là cà phê là đen đá thì nó đen nó đắng. Vậy thôi. Nhưng mà không, thì ra là hạt cà phê nó có cả chục mùi vị khác nhau. Nếu mà mình rang đúng cách và mình xử lý đúng cách, em tốn khoảng thời gian cũng tháng mấy để mà em làm quen với nó. Và sau đó em phải tìm về cái nguồn gốc. Thì mới phát hiện ra là thật ra trong giới kinh doanh cà phê thì họ thường là quan trọng về số lượng rất là nhiều. Nên vì thế là họ thường ép chín cái cà phê. Và những đó là hạt cà phê thì có kích cỡ nó từ 16. Còn kích cỡ 14 thôi thì nó đảm bảo hương vị nhưng mà nó rất là hiếm, lại là khó thu mua. Thì mở mắt ra khi mà kinh doanh cà phê là em tưởng nó đơn giản là mở quán, bỏ tiền vô mở quán mà cái có cà phê bán là xong. Nhưng mà khi mà em bắt tay vô làm thì em thấy từ cái việc nhỏ nhất như là mình tìm chỗ mình thu gom cà phê nè, nhân viên của mình là ai, địa bàn mình hoạt động ra sao, đối thủ cạnh tranh như thế nào, rồi mình rang xay là ai, người rang xay và ai là người kiểm tra chất lượng. Cái một nó dễ một cái lít như một cái cây vậy anh. Tức là em là cái gốc và cái ý tưởng như thôi, mình đẻ ra cái nhánh hồi nó lên một cây như cây cổ thụ như bự lắm. Thì từ đó là em có thấy khó khăn, cũng nản. Tại vì mình vừa đi show mà em cũng đi hát, em cũng đi diễn chương trình đó. Không có thời gian để mình tìm hiểu sâu hơn, mình nếu hay là mình bỏ đi, thì không làm nữa. Hay là mình bỏ đi, thì không làm nữa. Mà cuối cùng thì em có một cái động lực của em đó chính là các bạn barista thuyết phục em. Bằng cách là khi mà em uống mỗi ngày em cảm thấy nó thú vị. Thì em muốn các bạn barista thứ nhất có sân chơi. Thì họ đã có nguồn gọi là quyết tâm như vậy rồi thì mình không lý nào mình nản được hết trơn á. Thường người ta sẽ phải có một cái công đoạn chuẩn bị rất là lâu để thực hiện. Mà Huy á, thì Huy chỉ cần mất 3 tháng. Thì Huy có thể cho mọi người biết là làm thế nào mà từ ý tưởng mà em có thể đẩy nhanh đến cái vấn đề
có mặt bằng, có con người và có cả nguyên liệu như vậy? 3 tháng là khoảng thời gian mà gọi là thần tốc để cho ra đời món cà phê. Thì thứ nhất là về thiết kế, tụi em phải tận dụng những gì có sẵn của địa và của địa điểm đó. Thì địa điểm tụi em khi mà tụi em gặp Hà Đô thì đúng với những gì tụi em đang cần thiết, đang hình dung ở trong đầu của quán đi. Như vậy luôn. Ý tưởng tụi em là xưởng cà phê tụi em giống như một cái công xưởng rồi đó. Thì nó rất là hợp với concept đó. Quyết định là lấy luôn. Sau đó tụi em tiến hành tới bước là tuyển nhân viên. Tụi em có một cái lịch làm việc dành cho các bạn, đó chính là các bạn phải training về hương vị, mùi vị, pha chế và chăm sóc tư vấn cho khách hàng. Trong vòng một ngày thì 8 tiếng các bạn phải học. Đó là câu chuyện về nhân sự, tức là Huy đã tuyển dụng những bạn phải có đam mê để gắn kết bạn đó với cái nghề của mình. Đó là chuyện thứ nhất. Còn về bài toán về tài chính thì như thế nào? Tài chính thì khi mà em vẽ ra nó một câu chuyện có còn xa xăm hơn. Vẽ cái tài chính là em vẽ nghe nó có vẻ rất là khổng lồ nha. Thì ngày xưa em có hỗ trợ cho hai anh chị ở Nha Trang vào cũng có tìm được cà phê, về cà phê đam mê và muốn giới thiệu cà phê ở trong Sài Gòn, thế nên là em đồng hành cùng với họ. Nhưng mà sau đó thì khó khăn thì họ cũng và em cũng họ rút về Nha Trang. Thì anh Tùng của Vinatnt chả thấy đi ngang quán lắm, lúc đó em chưa hề biết ảnh và ảnh không hề biết em, ảnh chỉ biết là quán này của Nguyễn Huy thôi. Đó thì anh qua uống thử và anh thắc mắc là tại sao em có tư duy tư tưởng như vậy mà tại sao em làm cái quán nó khá khiêm tốn như vậy. Thì anh không hiểu câu chuyện, em chỉ hỗ trợ cho anh chị qua Nha Trang thôi. Thì từ đó tức là cái quán mà mọi người biết trước đây là cái quán đó không phải là của em. Mà cái quán đó là chỉ là em hỗ trợ thôi. Đúng rồi. Thế nên là mọi người cũng có hơi một chút nhầm lẫn là ủa sao cái quán Ngô Kiến Huy là Bonnie rồi trước đó lại có một cái quán mà Huy bảo quán này là quán đầu tiên của mình. Thì hỗ trợ về như là quảng bá cho anh chị để mà anh chị có cùng cái bước tiến vào Sài Gòn. Thì sau đó thì anh Tùng mới ngỏ ý với em, tức là sau khi anh nói chuyện thì trong đầu em tư tưởng là khi mà một đối tác vào á thì họ thường là đặt cái lợi nhuận lên hàng đầu. Mà nếu mà họ đặt lợi nhuận hàng đầu thì em không động tác. Bởi vì cái điều em đặt hàng đầu không phải là lợi nhuận của quán, cái điều hàng đầu là sự trải nghiệm khách hàng. Thì đồng quan điểm, và anh cũng từng mở quán cà phê và thất bại. Thì hai anh em ngồi lại với nhau quyết định là ok, trong vòng 3 tháng hai anh em lên kế hoạch và ảnh sẽ là người hỗ trợ về tài chính, em hỗ trợ về ý tưởng con người và cảm xúc của quán. Thì 3 tháng thì có đội mình đi. Nghệ sĩ kinh doanh á, nó là một cái câu chuyện thú vị nhưng cũng khá là mạo hiểm. Thú vị là sao? Bởi vì Huy đã có hình ảnh, có tiếng tăm rồi, cho nên là ngay khi Huy mở thì đã có một cái lượng fan hâm mộ, một cái lượng khán giả, thậm chí là những khách hàng người ta đã biết đến. Nhưng mà nó là một câu chuyện mạo hiểm. Mạo hiểm là sao? Tức là mình còn đi nghệ thuật nữa. Và chẳng thể nào mà mình dồn hết tâm trí cho công việc kinh doanh. Thế Huy đã sắp xếp cái bài toán của mình như thế nào để mình có thể vận hành được cái quán cà phê của mình nhưng mà công việc nghệ thuật của mình vẫn có thể diễn ra? Những có đời bên đi mà em hiện tại còn đang là cổ đông kinh doanh của Sanentis Nha Khoa và God Spa thẩm mỹ viện God thì về chăm sóc da mặt và làm đẹp. Thì dĩ nhiên là không thể nào em quán xuyến hết cả ba cái lĩnh vực này được, nên vì thế em phải có đội ngũ phía dưới. Thì ở mỗi một cơ sở kinh doanh thì em đều có một cái nhân sự đặc biệt để mà truyền tải ý tưởng của em. Và sau đó thì bên nghệ thuật cũng vậy, thì là khi mà em có một cái nảy một cái sinh một ý tưởng về nghệ thuật gì đó thì em cũng sẽ có một cái ekip riêng. Là đối với em lúc nào cũng sẽ dành một thời gian thở cho mình, tức là em không có dồn. Thì em luôn luôn xây dựng một cái nền tảng kinh doanh là cái móng rất là chắc. Thà là chậm, chắc còn hơn là em xây nhanh. Thì vì thế là khi em đưa xuống làm bảo đảm là mọi chuyện chân chu hết. Thì em vừa đảm bảo được cái công việc kinh doanh của mình nó không bị trắc trở và đảm bảo được là mình có sản phẩm mình ra. Một trong những cái khó khăn của bất kỳ cái quán nào là tìm ra cái nguồn nguyên liệu nó phải thật là ngon. Thế thì Huy làm sao để bảo đảm được cái nguồn nguyên liệu của mình nó luôn dồi dào? Và cái thứ hai nữa là cái nguồn nguyên liệu của mình nó sẽ không bị phụ thuộc vào đối tác cung cấp cái nguồn nguyên liệu đó. Khi mà em mở ra sâu á thì những cái nguồn nguyên liệu tốt á thường đã được chọn hết rồi. Hầu như là khi em cử một đội sang cà phê á thì họ thường mang về những cái tin không vui, tức là những cái vườn mà em muốn hoặc những cái chất liệu cà phê em muốn, những cái cà phê cổ á, thì đối tác đã lấy hết thì khó cho mình chen chân vô được. Nên đó hiện tại cũng là một khó khăn của The Bunny, tức là tụi em vẫn phải đi tìm một cái trang trại riêng của mình để mà xây dựng lại. Nhưng mà hiện tại á thì tụi em chấp nhận một vấn đề, đó chính là tụi em như anh em chia sẻ từ đầu, tức là trả một cái mức giá cao hơn cho thị trường dành cho các nông dân. Để làm chi? Để mà họ có thoải mái về cách họ sơ chế. Bởi vì khi mà mình làm mà
tăng năng suất và đặc biệt ép cho quả chín thì khi mà pha cà phê ra nó sẽ rất là tệ. Thì tự nhiên cái mình khi mà em nghe câu chuyện về Robusta Việt Nam á, mình đang đứng thứ hai về xuất khẩu Robusta, nhưng mà thế giới không ai công nhận mình là gà Robusta ngon. Thì đó, thì nghe thấy rất uổng. Nhưng mà nếu mà Huy làm như vậy á, thì có nghĩa là ngay nguồn nguyên liệu đầu vào của Huy, Huy đã chấp nhận một cái giá nó phải cao, cao. Và đến như vậy thì cái giá của ly cà phê của Huy nó bán ra nó phải cao. Dạ, nhưng mà rồi. Thông thường thì người tiêu dùng họ không biết đâu. Dạ. Họ thường họ uống họ chỉ biết à ngon nhưng mà cái giá bị cao. Và rõ ràng cái sản phẩm của mình so với đối thủ cạnh tranh thì nó bị chênh lệch hơn về cái mức giá. Thế vì làm sao mà Huy giữ cho một cái sản phẩm vừa ngon nhưng mà giá thành nó phải hợp lý? Thì câu chuyện là em chấp nhận là mình sẽ bán lợi ích. Tại vì khi mà nói về cái nước uống ai cũng nghĩ là 1 lên 10, thường là như vậy. Thì 1 lên 10 với điều kiện là bạn không bán những cái gì đó truyền thống, nó không phải là những cái gì đó tinh túy nhất của loại đó thôi. Thì riêng tụi em khi em bán với anh Tùng á, thì hai anh em xác định là mình phải làm một ly cà phê ngon. Chấp nhận mình sẽ giảm giá tiền lời mình xuống. Để làm gì? Để nhất là mình đảm bảo được cái nguồn vào về nguyên liệu của mình. Mình không có nào chấp nhận vì một cái mức lời mà mình mua cà phê mà không có chín tới, hoặc là mình mua cà phê không đủ tiêu chuẩn của mình được. Nên là khi mà bán ly cà phê ra, mình phải cân nhắc là kỹ. Tụi em rất là đau đầu về mức giá. Thì ví dụ như 15.000, 20.000 bạn sẵn sàng có một ly cà phê bình thường, mà làm sao mà khách bỏ ra 60.000 đến 65.000, 55.000 cho một ly cà phê đen đá và bạc xỉu. Thì tụi em cũng lăn tăn, tức là đấu tranh rất là nhiều, mà em vẫn cương quyết là mình thà chấp nhận là mình giảm giá lời xuống. Thậm chí là mình lời ly cà phê không bán bao nhiêu, nhưng mà khách ở lại với mình thì đó mới đều quan trọng. Cho anh hỏi một chút là để đầu tư cái quán cà phê này á, thì Huy đã đầu tư bao nhiêu tiền, có tiết lộ được không? À, nãy anh có em tiết lộ một góc nhỏ của em thì trên dưới là 9 con số đó, 19 con số. Dạ đúng rồi. Còn cái không gian này thì nó gấp 2 đến 3 lần con số dự kiến đó. Trời, rất là nhiều. Như vậy là cái con số về máy móc là đã thấy nặng rồi ha. Dạ đúng rồi. Rồi mặt bây bằng. Giờ còn thêm mặt bằng và nhân sự nữa. Dạ. Như vậy thì rõ ràng là ba mấy tháng là mở ra này tạm thời là cũng chưa nghĩ đến thu hồi vốn. Dạ đúng rồi, chỉ nghĩ là khách hàng uống ngon hay không thôi. Đó, thì cái vốn em thu hồi chắc chắn là sẽ là cái niềm tin khách hàng chứ mà tụi em không thu hồi vốn. Vậy thì Huy có ước tính là khoảng bao lâu thì mình sẽ thu hồi lại cái vốn mình bỏ ra? Dạ, kinh doanh hai có muốn là mình hồi vốn nhanh mà có lời. Nhưng mà tụi em đã đi một con đường rất là dài, nên qua tầm 2 đến 3 năm. Như vậy thì Huy có nghĩ là mình đang đánh một canh bạc hơi bị lớn không? Tại vì nếu như bỏ cái số tiền đó, Huy đầu tư cho một cái công việc ví dụ như bất động sản hay là Huy để dành để đầu tư cho một sản phẩm album, thì có lẽ là nó sẽ còn sinh ra tiền nhiều hơn. Mà đi dành đầu tư một cái quán cà phê mà tới gần 1 năm, 2 năm thì mới thu lại được vốn, thì rõ ràng là với sự trượt giá của đồng tiền rồi mình cũng còn đang đợi chờ cái tin vui từ khách hàng, thì Huy có cảm thấy mình liều lĩnh không? Tại vì như em nói, kinh doanh thì canh bạc lúc nào mình cũng phải đối mặt thôi. Nhưng mà The Bunny đặc biệt là không, canh bạc này không phải tính bằng một năm. Mà phải tính tức là con đường nó phải làm 5, 6 năm. Khi mà mình chấp nhận kinh doanh mà mình chấp nhận canh bạc thì mình phải chọn những phương án an toàn nhất. Thì đối với The Bunny á, thì con đường The Bunny đi nó là con đường rất là dài. Và tụi em đi chậm. Thì mình thấy là tụi em không có hối thúc về thời gian. Thì số 4 này bỏ vào đây, nó vẫn nằm ở đây. Hồi nãy thì Huy có đề cập đến một cái người cộng sự của mình đúng không? À, một cái người mà cùng với Huy sáng lập ra cái The Money này. Thì không biết là Huy có thể mời anh Tùng đến để mình có thể trò chuyện được không? Dạ chính xác, anh túc nào túc chật ở ngoài. Có khi bưng nước nữa. Ồ vậy hả? Chính ra anh cũng đa si năng quá. Giờ đây anh Tùng của em. Xin mời anh Tùng. Tùng à. Giờ đây anh Tùng, chàng trai mà em nói. Dạ. Huy bảo là anh có một tâm hồn rất trẻ trung. Và anh Nũng Kim rất là đa năng. Điều gì mà khiến anh tin tưởng chọn Ngô Kiến Huy là cái đối tác của mình? Không biết là cái lý do nào thuyết phục anh để hai anh em hợp tác cùng với nhau? Vô tình gặp được Huy qua một người thầy giới thiệu. Thì ấn tượng đầu tiên mình là dân làm ăn, thì ấn tượng đầu tiên mình là về cái con người rất là hiền lành, rất là mình cảm thấy được là có thể tin tưởng với nhau là làm được. Và thế là bắt đầu mình bàn sâu hơn và nghe được cái sự đam mê như vậy nữa. Và mình nghĩ Huy không đơn giản là một cái người nghệ sĩ, và đó mà Huy có một cái sự đam mê nhất định về cái cà phê. Thì lúc đó là cùng mới là mạnh dạn đề cập cái vấn đề nãy, và theo Huy anh em mình ra một cái thương hiệu riêng của em. Một cái thương hiệu mà em cái gì mà em ấp ủ về cà phê thì tất nhiên là có một cái gì để gắn liền với Ngô Kiến Huy.
đó là cùng tham gia vô một cách là coi như là khởi nghiệp lại của bản thân mình vậy đó. Hai anh em là khởi nghiệp lại cái này. Rất là cảm ơn anh Tùng cũng như là đội ngũ Vinatinity bởi vì đây là một những đội ngũ chuyên nghiệp nhất của Huy từng làm việc. Cái thứ hai nữa là anh Tùng là một trong những ví dụ chàng trai là vậy đó, nãy giờ anh Khang cũng tiếp xúc với anh Tùng cũng biết là anh rất là trẻ về tư duy, anh không có cứng nhắc. Và đặc biệt là cái tầm nhìn của ảnh thì nó sẽ rất là xa và truyền đạt cho mình rất nhiều kinh nghiệm về kinh doanh. Nên vì thế là hãy hy vọng trong thời gian sắp tới hai anh em cũng sẽ cho ra mắt một cái sản phẩm như là anh em dự định. Dạ. Và sẽ lấn sân thị trường xuất khẩu. Cảm ơn anh Tùng, cảm ơn Huy rất là nhiều đã có cuộc trò chuyện này. Dạ. Và cũng xin chúc cho hai anh em sẽ sớm có được cái debunking thứ hai. Thưa quý vị, câu chuyện của Ngô Kiến Huy cùng với anh Tùng với quán cà phê debunking của mình là một cái câu chuyện khá thú vị của những người trẻ, chúng tôi gọi những người trẻ bởi vì ngay cả khi tâm hồn của họ trẻ, họ cũng vẫn là người trẻ. Điều quan trọng hơn hết là phải có niềm tin và biết tìm kiếm những người cộng sự tuyệt vời để cùng mình khởi nghiệp. Đôi khi con đường khởi nghiệp sẽ còn nhiều vất vả, khó khăn, nhưng bằng ý chí, bằng niềm tin và nghị lực, chắc chắn họ sẽ vượt qua nó và vững tin với sự thành công của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Và đừng quên, chúng ta sẽ có hẹn cùng với nhau. Đôi khi đó là ly cà phê của chàng trai Ngô Kiến Huy pha cho quý vị. Đôi khi nó sẽ là một bữa ăn nào đó của những nghệ sĩ giới thiệu cho chúng ta. Và lúc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Tôi là Nguyễn Khang từ chương trình Quán Lạ Thành Quen. Xin mời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.